Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 năm canh tý. Ngày này là ngày nhâm tuất hàng kỵ Sửu, năm canh tí và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo, các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh Tý, từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trần, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh đại hại thủy ngày nhâm tuất tức chi khắc can có nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày hung về nạp âm đại hại thủy kỵ tuổi, bính thìn, giáp thìn, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, mậu tý, bính thân, mậu ngọ, thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày tuất lộc hợp với mão, tam hợp với dần và ngọ, thành hỏa cục, xung với thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi và tuyệt thìn. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi bính thìn, giáp thìn, bính thân, bính dần và bính tuất. Tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi, ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý, tốt mọi việc, sao thánh tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao đại hồng sa, tốt mọi việc, sao thanh long hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có sao thiên cương hay còn gọi là sao diệt môn, sáu mọi việc, sao địa phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao hoang vu, sáu mọi việc, sao ngũ quỷ, kỵ về xuất hành, sao nguyệt hình, sáu mọi việc, sao ngũ hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao tứ thời cô cỏ, kỵ về cưới hỏi, sao quỷ khóc, sáu đối với tế tử, an táng vài hướng xuất hành tốt trong ngày hị thần hướng chính nam tài thần hướng chính nam sau đây mời các bạn đón xem từ vị chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên, mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài trợ mệnh, cho nên con đường tài lộc của bạn tuổi Tý vô cùng là hanh thông thuận lợi. Thần tài luôn dõi theo mọi bước chân của bạn và với bạn tuổi Tý đang có được tiền bạc dư giã chẳng phải luôn túng thiếu điều gì. Ai cũng biết, việc kiếm tiền luôn khiến cho chúng ta cảm thấy căng thẳng Về mệt mỏi. Nhưng hôm nay mọi chuyện với bạn tuổi tí dường như không còn quá khó khăn với bạn nữa. Và bạn mệnh tuổi tí dễ dàng nắm lấy được cơ hội kiếm tiền và giành lấy thắng lợi về cho mình. Tuy nhiên, về phương diện tình cảm của bạn tuổi tí trong ngày thứ năm này lại không được suôn sẻ cho lắm khi mà với bạn tuổi tí có nhân duyên tốt có không ít người yêu mến, nhưng dường như mọi mối quan hệ của bạn chỉ dừng ở mức tình bạn. Chính bạn cũng không hiểu tại sao mình mãi không tìm được một người để cùng đi tới cuối con đường hạnh phúc. Có lẽ với bạn tuổi tí, duyên vẫn chưa tới và bạn vẫn chưa thấy lo lắng bởi cuộc sống còn có bao nhiêu điều thú vị mới lạ luôn chờ chúng ta khám phá. Bạn hãy cứ sống thoải mái, tận hưởng những gì mình đang có, rồi tình yêu sẽ tới vào một ngày nào đó với bạn, thỏa mãn mong ước của bạn mà thôi. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc thủy, thần tài đồng hành, ban phát về tiền bạc khắp nơi, mang đến cho bạn có được một ngày, tài lộc rụng rĩnh. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình, thành công trong tầm tay. Tử vi tuổi mậu tý thuộc họ dễ dàng nắm bắt lấy cơ hội kiếm tiền và giành lấy thắng lợi về cho mình. Từ vi tuổi canh tí thuộc thổ, con đường tình duyên của bạn không được suôn sẻ, Có lẽ là do duyên chưa tới, bạn hãy tranh thủ thời gian độc thân của mình để tận hưởng cuộc sống. Từ vi tuổi nham tí thuộc mộc, công việc và tình cảm đều tốt đẹp, chỉ cần chăm chỉ sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu á, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung thìn tuất Sửu mùi, cho nên với bạn tuổi Sửu đang có điểm báo bạn trải qua một ngày công việc không được suôn sẻ cho lắm. Và với bạn tuổi Sửu có vị thế khá lớn ở nơi làm việc, nhưng chưa biết cách thu phục lòng người. Cho nên người ta chỉ đồng ý trước mặt quản sau lưng lại bàn tán này nọ. Điều này khiến cho tinh thần của bạn tuổi Sửu luôn muộn phiền và cảm thấy mệt mỏi. Với bạn tuổi Sửu cũng có phần cứng nhắc và cố chấp. Nếu như bạn thay đổi làm sao cho hợp tình hợp lý, chỉ có như vậy thì bạn mạnh tuổi Sửu mới có thể hợp tác được lâu dài với người khác và giúp cho công việc của bạn thêm phần được trôi chảy hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy vận đào hoa sẽ giúp cho bạn tuổi Sửu đối với những bạn đang còn độc thân có được cơ hội tìm thấy được một nửa đích thực của đời mình. Có lẽ với bạn tuổi Sửu đã mong chờ giây phút này từ rất lâu rồi. Đến Tết khi về nhà, bạn có thể hạnh diện đã lời với bố mẹ, họa hàng về chuyện tình cảm của mình nữa rồi. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi Sửu nên cẩn trọng trong việc chi tiêu bởi bạn mệnh rất dễ sơ suất để mất tiền oan vì những khoản chi tiêu không rõ ràng. Trong ngày hôm nay với bạn tuổi Sửu, bạn cũng không nên tin tưởng người ngoài nhiều, kẻo lại bị lừa gạt về tiền bạc về từ vi tuổi ất sửu thuộc kim công việc gặp nhiều trở ngại nên tranh thủ nắm bắt cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy nỗ lực phấn đấu hết mình thành công gọi mời tương lai được rạng rỡ từ vi tuổi kỵ sửu thuộc hỏa vận đào hoa răng lối dễ tìm được tình yêu đích thực của đời mình từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ, thay vì dành thời gian tán gẫu, bạn hãy tập trung vào công việc nếu như muốn đạt được kết quả tốt. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc, không nên tin người mù quáng, thậm thận trọng kẻ tiểu nhân lừa gạt, nói xấu sau lưng. Và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1. Số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần, thứ năm, ngày 14 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần, chua chúng ta thấy là vận trình tài lộc của bạn tuổi dần trong ngày này đang có nhiều bất ngờ khi bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tuất phù trợ. Bạn mệnh tuổi dần được quý nhân dẫn đường trị lối trong chuyện làm ăn, may mắn gặp được người đáng tin cậy và có được cơ hội để thể hiện bản thân mình nữa. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần nên cẩn trọng bởi kẻ tiểu nhân có thể ngáng trở bạn bất cứ lúc nào. Đặc biệt là kẻ này không phục với những thành công trong sự nghiệp của bạn, cho nên sẽ tìm mọi cách để hạ bệ bạn, kéo bạn đi xuống khỏi ngôi sao. Cây càng cao thì càng đốn nhiều gió lớn. Với những bạn tuổi dần, cần rèn luyện cho mình bản lĩnh vững vàng để có thể chống chọi được trước mọi cơn gió lớn, thậm chí là cả bão rông nữa. Kẻ xấu làm gì đi chăng nữa cũng không cần phải quan tâm. Bạn hãy cứ làm tốt công việc của mình thì chẳng ai có thể cản đường bạn tiến bước về phía trước được xét về mối quan hệ ngũ hành tương sinh tương khắc trong ngày thứ năm này đối ba tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, cho nên với bà tuổi dần cần phải chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình, kẹo lại làm tổn thương tới người ấy trong ngày hôm nay. Đôi khi chẳng phải động tay động chân, những lời nói vô tình sắc như dao găm cũng đủ để làm trái tim người ấy tan nát rồi. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy quý nhân phù trợ vận trình tài lộc có thăng tín bất ngờ tử vi tuổi bính dần thuộc họ tiểu nhân ngáng đường dễ bị đâm liến sau lưng nên cẩn trọng trong mọi công việc tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ bất ngờ ghé thăm hãy giang tay chào đón và trải nghiệm tử vi tuổi canh dần thuộc mộc chú ý lời ăn tiếng nói kẹo lại làm tổn thương người mình yêu thương tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim con đường tài lộc vượng phát dự báo có được một ngày may mắn và hiệu quả. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi mão trong ngày hôm nay đang có được báo hiệu bạn đón nhiều tin vui bất ngờ bởi bạn tuổi mão đang gặp được ngày có ngộ hành mão tuất nhị hợp phù trợ với bạn tuổi mão nhờ có lòng kiên trì và niềm tin sâu sắc cho nên bạn mệnh có thể vượt qua được tất cả những khó khăn để đến với thành công. Khó khăn là điều tất yếu phải đối mặt trong cuộc sống và công việc, chẳng phải lúc nào cũng được thuận lợi như ý của chúng ta mong muốn. Song chỉ cần với bạn tuổi mão kiên trì bền chí thì chẳng có trở ngại nào với bạn không vượt qua được. Dù bạn có mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, kể cả là bị thương thì bạn cũng đừng có bỏ cuộc đồng thời trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với ba tuổi mão khi đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào bạn mệnh tuổi mão cũng đừng quá coi trọng những tư tưởng cũ kỹ trước đây mà phải nhìn nhận vấn đề cho rộng ra theo kịp với bước tiến của thời đại thì khả năng thu lợi nhuận về với bạn càng lớn lên bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với ba tuổi mão bạn cũng đang gặp ngày của chính quan chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi mão cũng đang có sự bảo thủ và cứng nhắc ảnh hưởng khá lớn tới chuyện tình cảm của bạn bạn tuổi mão cứ khăng khăng cho rằng mọi việc mình làm là đúng và chẳng thèm hỏi ý kiến của đối phương cứ bắt người ta phải nghe theo điều này vô hình chung đã tạo ra khoảng cách giữa hai người khiến cho người ta không có thiện cảm với bạn nữa về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy xóa bỏ lối suy nghĩ bảo thủ cứng nhắc bắt kịp với xu thế của thời đại tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa nên lắng nghe và tôn trọng ý kiến của mọi người đừng có lúc nào cũng cho rằng mình là đúng đắn tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ công việc tiến triển tốt sẽ thu được những thành công rực rỡ. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc duy trì tinh thần lạc quan là điều cốt lõi giúp cho bản mệnh tuổi Mão vượt qua được mọi khó khăn trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim dễ gặp những chuyện tình cảm nảy sinh ngoài ý muốn nên chuẩn bị tâm lý chủ động để đối phó. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi Thìn, thứ năm, ngày 14 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tử thìn ạ chua chúng ta thấy là vận trình của bà tử thìn trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xịu mùi cho nên với bà tử thìn đang có điểm báo phải trải qua một ngày bất ổn cả về công việc lẫn chuyện tình cảm về phương diện công việc thì bạn tự thìn, bạn là người có tài nhưng cũng có sự nóng nảy cái điều này dễ khiến cho bạn mệnh tuổi thìn mất đi lý trí chẳng còn tỉnh táo để quyết định đúng đắn mà dễ bị cảm xúc chi phối đưa ra những quyết định không thể nào hiểu nổi được với bà tuổi thìn nếu như bạn muốn thăng tiến nhanh hơn trên con đường sự nghiệp của mình thì bạn nên biết tự điều chỉnh và học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân. Nếu cứ để thoải mái bộc lộ cảm xúc một cách tiêu cực như vậy, chẳng sớm thì muộn sẽ có ngày bạn phải hối hận mà thôi. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này với bà tuổi thìn cũng đang có điểm báo gặp đào hoa sáu Có lẽ dù quá nhàm chán với cuộc sống gia đình, ngày nào cũng diễn ra như một cỗ máy lập trình sẵn bạn mệnh tuổi thìn đang có xu hướng ngoại tình đi tìm hoa thơm cỏ lạ ở bên ngoài và bạn mệnh tuổi thìn nên chấn chỉnh lại những suy nghĩ này bởi không thể ăn phở thay ăn cơm mãi được vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ vợ chồng dễ nảy sinh tranh cãi do không ai chịu nhún nhường tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ dễ bị tiểu nhân quấy phá hãm hại nên cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc hãy là chính mình đừng có dao động bởi những lời nói và hành động của những người xung quanh tử vi tuổi canh thìn thuộc kim mở rộng tấm lòng sẻ chia và giúp đỡ phúc báo dài lâu chào đón bạn trong tương lai tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy nên kiên định lập đường, cứng rắn đối mặt với kẻ xấu tránh để chúng hãm hại mình về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1. Số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tỵ ạ, chúng ta thấy là Vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh dẫn đường chỉ lối cho bạn, cho nên con đường công danh sự nghiệp với bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay không ngừng được tăng tín, đem lại nhiều niềm vui cho bạn mệnh và bạn tuổi tỵ bạn tự hào vì những gì đã và đang làm được, tâm niệm rằng mình phải cố gắng không ngừng nghĩ sáng tạo và chủ động nhiều hơn nữa trong công việc để giành lấy thêm nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp cho mình về công việc của bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay được thuận lợi nhưng bạn lại đang gặp ngày có họa sinh xuất cho thổ cái vận trình tình cảm của bạn lại không được tốt đẹp cho lắm bạn đang có những điềm báo mâu thuẫn bùng nổ bất cứ lúc nào khiến cho hai bên không thể ngờ có lẽ những điều khó chịu đã kìm nén quá lâu và đã giới hạn quá mức chịu đựng của cả hai rồi sự khác biệt về phía tính cách chính là một bức tường kiên cố và vững chắc ngăn hai bạn. Dù cùng chung nhịp đập nhưng cái tôi quá lớn lại khiến cho cả hai tự làm tổn thương nhau. Và khi xác định được sống chung dưới một mái nhà với bà tuổi tỵ nên học cách bao dung rộng lượng hơn nữa với đối phương. Bạn hãy cùng ngồi lại nghiêm túc nói chuyện với nhau để cùng giải quyết mọi gốc rẽ của vấn đề tránh làm ảnh hưởng tới hòa khí gia đình vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ nắm bắt cơ hội thích nghi nhanh với chu thế của thời đại là con đường dễ dẫn đến thành công với bạn tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ không ai là hoàn hảo vì thế hãy biết lắng nghe và sửa đổi khi được mọi người góp ý tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc tai tiếng bủa vây tinh thần xa sút nên học cách tự tin và lạc quan hơn vào cuộc sống từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim, các thành viên trong gia đình sẽ có bất đồng quan điểm dẫn đến to tiếng. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, vợ chồng thẳng thắn bày tỏ mọi quan điểm, giải quyết những khúc mắc tồn tại bấy lâu, tình cảm thêm phần gắn bó. Và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Ngọ, thứ năm, ngày 14 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi ngọ, chua chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọ tốt phù trợ. Cái điều này mang đến nhân duyên tốt đẹp cho bà tuổi ngọ trong ngày hôm nay. Và bản mệnh tuổi ngọ được gia đình, bạn bè mai mối cho những đối tượng phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Bạn chỉ cần chọn một người phù hợp nhất với mình và lên kế hoạch hẹn hòa mà thôi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà Tử Ngọ, bạn lại đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh, cũng cho thấy sự nghiệp của bạn Tử Ngọ đang có được báo hiệu khởi sắc rõ rệt. Mọi khó khăn chẳng có ý nghĩa gì bởi với bạn đã biết cách để đối phó với những điều đó và biến nó trở thành viên đá luốt đường, thành động lực để cho bạn cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa và thành đạt hơn nữa trong thế giới đầy biến động như ngày hôm nay và với bà tự ngọa chẳng có công việc nào là không áp lực cả dù ít hay là nhiều chúng ta vẫn phải đối mặt với chúng cái điều quan trọng là trong bất cứ hoàn cảnh nào với bà tự ngọa cũng cần phải bình tĩnh không nao núng không hoang mang thì mới có thể chuyện chiến thắng được trở ngại thu phục được áp lực dưới tay mình vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim vợ chồng hài hòa sẻ chia giúp đỡ nhau cùng vươn lên trong cuộc sống tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy nên biết cân bằng giữa lý trí và cảm xúc đừng có để cho con tim của mình lấn át quá nhiều dễ nhận lấy tổn thương về mình tử vi tuổi mậu ngọ thuộc ngờ hỏa, thu nhập được ổn định cố gắng sẽ thu được về nhiều hơn tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ có không giữ, mắt đường tìm, hãy trân trọng những điều mình đang có ở thời điểm hiện tại. Từ vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mộc, áp lực là điều tất yếu phải đối mặt trong cuộc sống. Bạn cần phải rèn luyện cho mình một trái tim thép để vượt qua được mọi chuyện. Và đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi ạ chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang bị ảnh hưởng của cục diện ngộ hành tứ hình sông thìn tuất xịu mùi cho nên công việc của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay đang gặp rất nhiều khó khăn trở ngại bạn mệnh tuổi Mùi khó lòng hoàn thành được công việc hiệu quả như yêu cầu khi mà những người xung quanh luôn tạo ra khó khăn, bới móc những lỗi lầm không đáng nói, cuối cùng khiến cho công việc của bạn tuổi Mùi bị đình trệ. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này cũng không khá khẩm hơn khi những mâu thuẫn đang gia tăng, bùng nổ liên tiếp mà nguyên nhân có thể bắt nguồn từ những điều rất nhỏ nhặt, đơn giản. Để duy trì một cuộc hôn nhân bền vững thì với bạn tuổi mùi cần phải nhìn nhận và sửa đổi những khuyết điểm của bản thân, đồng thời cũng nên góp ý chân thành để cho nửa kia cùng tiến bộ. Ngày này với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cho thấy sự kiên trì, nhiệt tình của bạn góp phần biến những ước mơ của bạn thành hiện thực và bà tuổi mùi không ngại thất bại và đứng dậy sau mọi lần vấp ngã nhờ vậy mà tới sau cùng bạn đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu để vận dụng cho những kế hoạch lớn hơn trong tương lai của mình. vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim công việc dễ gặp trở ngại nên tập trung để tránh mắc sai sót. tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy vợ chồng mâu thuẫn, gia đạo bất hòa, ảnh hưởng khá lớn đến tinh thần cũng như là tác phong làm việc của bạn. Tử vi tuổi kỵ mùi thuộc họ gia đình là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, là điểm tựa cho mọi người sau phong ba, bạo táp. Và mệt mỏi cuộc sống, vì thế bạn hãy dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn. Vài từ vi tuổi tân mùi thuộc thổ, trong các mối quan hệ xã giao, bạn hãy biết lắng nghe và đừng nên bạo thủ. Từ vi tuổi quý mùi thuộc mộc sự nghiêm khắc với bản thân cùng với tinh thần làm việc đầy trách nhiệm sẽ đem đến cho bạn mệnh có được sự thành công rực rỡ và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 5 số 8 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu cam quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mão tuổi ngọ Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi thân đó, Chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này Đang gặp ngày có cục diện thân tuất tương hội. Cái điều này làm cho bạn tuổi thân đang đốn nhiều may mắn có được quý nhân dẫn đường trị lối cho nên con đường tài lộc của bạn được ùn ùn đổ về nhà. Trong khi bạn mệnh tuổi thân vẫn đang loay hoay trong mớ bỏng bong và không biết phải bắt đầu từ đâu thì quý nhân xuất hiện và ra cho bạn những đường đi nước bước thoát khỏi khó khăn tín về phía trước nhờ có được sự hỗ trợ đó mà với bà tuổi thân đi đúng đường cảm thấy tự tin hơn vào năng lực của bản thân mình. Từ đó kiên cường theo đuổi mục tiêu đã định và giành lấy được thuận lợi về cho mình. Tuy nhiên, cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi thân cũng đang gặp ngày có thực thần chiếu mệnh. Cho nên, với bà tuổi thân cũng đang có điểm báo có thể vướng phải những hiểu lầm thị phi về chuyện tình cảm bạn mạnh tuổi thân, không có ý lạnh nhạt với người ấy, nhưng dưới con mắt của người ta, mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn. Dù bạn có cố ý giải thích ra sao đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề. Và cách tốt nhất là bạn cứ để cho người ấy tĩnh tâm trở lại, rồi hãy giải thích sau. Vài tử vi tuổi giáp thân, thuộc thủy, tháng không kiêu, bại không nản, khó khăn vẫn tìm thấy được hướng đi phù hợp cho mình. Từ vi tuổi bính thân thuộc hỏa, có được quý nhân dẫn lối, gặp may mắn trong mọi chuyện. Từ vi tuổi mậu thân thuộc thổ, vợ chồng dễ hiểu lầm lẫn nhau nên giải thích rõ ràng kẻo lại làm sức mĩa về tình cảm. Từ vi tuổi canh thân thuộc mộc nên xử lý linh hoạt và dứt khoát trong mọi tình huống. Sự do dự sẽ khiến cho bạn mệnh đánh mất đi nhiều cơ hội tốt. Từ vi tuổi nham thân thuộc kim hành sự cẩn trọng kéo lại mắc phải những sai lầm đáng tiếc ảnh hưởng tới tương lai sự nghiệp và tinh thần của mình. Và đánh giá của bà tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. từ vi tuổi Dậu thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi Dậu chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dậu Tuất tương hại cho nên về phương diện tình cảm của bạn tuổi Dậu đang có điểm báo bị sa sút rõ rệt bạn và người ấy sau bao cố gắng vẫn khó lòng đến được với nhau trở ngại giữa các bạn không phải là định kiến của xã hội hay là địa vị hay là hoàn cảnh gia đình mà là do chính cái tôi của cả hai người quá lớn. Mặc dù với bạn tuổi giàu, bạn biết lỗi và nhún nhường nhưng người kia vẫn không chịu chấp nhận lời xin lỗi của bạn, cứ thích chuyện bé xé ra to, điều ấy vô hình chung cứ đẩy khoảng cách giữa hai người càng ra xa nhau hơn. Tình yêu không phải cũng là mật ngọt Trăng sao cãi vã là điều không thể tránh khỏi cái điều quan trọng là khi hai người đã xác định ở với nhau dù trong tình huống nào đi nữa cũng đừng có buông tay nhau ra bạn hãy luôn ghi nhớ rằng à, tại sao các bạn cố gắng được đến bây giờ bù lại trong ngày này đối với bạn tuổi dậu bạn cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cho thấy sự thông minh và hoạt bát có thể giúp cho bạn tuổi dậu có thêm nhiều cơ hội để được thăng tín. Bạn hiểu rõ về nhân tình thế thái và biết cách đối nhân xử thế cho nên rất được lòng mọi người. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, muốn tình yêu bền vững, hãy hạ bớt cái tôi cá nhân xuống. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, đừng quên nói lời cảm ơn và xin lỗi khi cần thiết. Điều nhỏ nhặt, góp phần, tạo nên một xã hội tốt đẹp. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ đừng có buông tay khi vẫn còn có cách giải quyết tốt hơn cho cả hai người về mặt tình cảm. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, tình và nghĩa vợ chồng, hãy bao dung bộ qua những lỗi lầm cho nhau, cùng nuôi dạy con cái và vun viến gia đình hạnh phúc. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim, sống yên bình, hạnh phúc với hiện tại, hài lòng với những thứ mình đang có. Vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tuất chua cho chúng ta thấy là vận tình của bạn tuổi Tuất trong ngày này đang có điểm báo sự nghiệp của bạn thành hay bại là hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của bạn. Bạn mệnh tuổi Tuất có thể may mắn được quý nhân dẫn đường trị lối giúp cho sự nghiệp của bạn thăng tín, nhưng nếu như bản thân bạn không đủ cố gắng và nỗ lực thì bạn cũng khó có thể đạt được mục tiêu của mình đề ra. Trong công việc có được sự quyết định bởi rất nhiều yếu tố thiên thời, địa lợi mà nhân chẳng hòa thì cũng khó có thể thắng lợi được. Bởi vậy, với bà tử tuất, phải không ngừng học hỏi, tu dưỡng bản thân và rèn luyện cho mình bản lĩnh vững vàng hơn nữa. Quan về phương diện tình cảm của bà tử tuất trong ngày thứ năm này vẫn tiến triển tốt đẹp cho nên bà tử tuất có thể chuyên tâm vào công việc mà không phải lo lắng quá nhiều, mái ấm gia đình hạnh phúc cùng những tiếng cười của đàn trẻ thơ được trải nghiệm mỗi ngày là động lực giúp cho bạn mệnh tuổi tuất cố gắng hơn trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi tuất, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi tuất nên chú ý hơn về sức khỏe của mình, đặc biệt là vấn đề về đường tiêu hóa. Bạn làm việc căng thẳng có thể khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi, không muốn ăn uống và bạn hãy bảo vệ sức khỏe của mình trước khi quá muộn vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ ăn uống khoa học chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao để có được sức khỏe tốt nhất tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ xem xét phán đoán mọi việc tỉ mỉ kỹ lưỡng để tránh mắc những sai sót không đáng có tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc tình cảm gia đình hài hòa tốt đẹp là động lực để cho bạn cố gắng hơn trong mọi công việc tử vi tuổi canh tuất thuộc kim đừng tự gây áp lực cho mình bởi chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy thành hai bài đều nằm trong tay của bạn rồi chính bạn tự quyết định tương lai của chính mình và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với ba tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận tình của bạn tuổi Hợi trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, cho nên con đường tài lộc của bạn tuổi Hợi trong ngày hôm nay có được nhiều sự khởi sắc. Bạn làm gì cũng được suôn sẻ bất ngờ và hôm nay nếu như bạn tuổi Hợi có kế hoạch làm ăn hay là ký kết hợp đồng gì thì hoàn toàn có thể tiến hành bởi thành công sẽ chào đón bạn. Tuy nhiên á về ngũ hành tương xung tương khắc trong ngày hôm nay đối với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có thủy thổ bất dung cái điều này gây ra nhiều trở ngại trên các phương diện tình cảm của bạn và với bạn tuổi hợi chẳng thể xác định được nỗi đâu mới là người thực sự phù hợp với mình cho nên cứ mãi theo đuổi nhưng tới cùng thì vẫn lẻ bóng đơn côi có lẽ người ấy vẫn chưa xuất hiện cho nên với bạn tuổi hợi vẫn chưa tìm được mà thôi Cuộc đời này mỏng manh như một tờ giấy vậy, gió có thể đến và thổi tờ giấy bay đi bất cứ lúc nào. Vì thế, với bà tuổi hợi, khi còn có mặt trên thế gian này, bạn hãy tranh thủ làm những gì mình thích, tận hưởng mọi thứ một cách trọn vẹn nhất có thể để không phải thốt lên hai từ thất vọng hay là hối hận vì những việc chưa có thể làm được. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc họ công việc nhiều thuận lợi, dễ gặt hái được nhiều thành công. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, tình cảm vợ chồng nếu muốn duy trì bền vững thì phải có sự cố gắng vun đắp từ hai phía, hãy yêu cầu đối phương có trách nhiệm hơn trong mối quan hệ này. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, tinh thần làm việc nghiêm túc, hứa hẹn sẽ đem lại kết quả xứng đáng với bạn. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim, đối mặt với mâu thuẫn, hãy cố gắng dị hòa vi quý, đừng có để cho cảm xúc lấn át mà hành động sai lầm. Từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy, tình cảm vợ chồng dễ gặp trục trặc vì cái tôi quá lớn của cả hai bên nên thẳng thắn ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề. Về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.